Ê, hey, hello anh em, chào mừng em lại đến với video tiếp theo của mình. Đấy, lại ở mình đây. Thì gọi là hôm nay là tiếp tục vào văn bắn cá đấy anh em ơi. Bắn cá không giờ đêm anh em nhé. Bởi vì không giờ đêm là nhiều anh em hay xem mình đấy, anh em sẽ biết là không giờ đêm như thế nào. À hình như mình đã lên không giờ đêm đâu. À ừ nhờ, mình đã lên không giờ đêm đâu, mẹ ngáo mẹ luôn ạ. Mình chỉ lên không giờ sáng, trái không giờ mẹo. Đấy, để xem là không giờ đêm nó có ổn áp sức bắn tơn không em nhé. Ok thì vào bàn từ 10k đến gọi là 100m đi. Khả năng là mình sẽ bắn tầm 50m một tay anh em ạ. Ok, bú luôn em cá vàng xem nào. Mới vào đấy, mới vào để xem có bú được không. Mình nhảy cóc đấy anh em ạ. Đấy, áp dụng theo cái nhảy cóc đó, bú luôn ạ. Ok, tiếp tục bú nữa này. Ôi xưa gì bú được 3m cả, nghỉ mẹ đi. Bú được 3m, nghỉ mẹ anh em ạ. Ok, cá vàng hơi dai anh em ạ, cá vàng hơi dai. Ok, từ từ xem mà đổi súng gai, đổi súng dòng bắn cà phê. Ok, súng dòng săn con cá vàng này à. Boss thì để ông kia bắn à, mình bắn sao. Ui, đổi súng dòng hơi khoai nhỉ. Ôi, ngày sau bắn boss anh em ơi, nâng tiền dần dần anh em nhá. 70 này, 80, 90, 100. Không nổ, không thèm nổ cho mình luôn mà. Sang dòng em nào. 100k bắn rồng em ơi. Ủ đèn thế, nổ ngay những khúc đầu nha bạn. Không ổn rồi. Ui, đèn quá, ui xin nổ ngay một em kìa. Nói chung là nổ cũng không gỡ lại được cái vốn ban đầu nha bạn. Mình lại kết mấy con cá vòng em ơi. Em bắn cá vòng xem nào. Ui đèn thế thôi, hạ mức. Đấy mẹ, mình kiểu chi không giờ đêm là hơi khoai nha bạn. Tôi thấy bắt đầu thì không giờ đêm hơi khoai nha. Khả năng sáng mai gỡ lại thôi mới được. Nào. Ơ kìa, mẹ bắn mãi không chết vậy. Súng rồng không ổn anh em ạ. Khả năng mình đổi sang súng sấm sét và mình bắn thôi. Để xem là đổi súng nó có ổn áp trong đây. Úi sổ ơi, đổi súng phát ăn luôn ạ. À mẹ, đúng cái khúc rồng ra luôn mà. Thì súng đổ điện mẹ chuyên về bắn rồng em ơi. Tôi mẹ hay thấy thế bởi vì tôi bắn súng điện mẹ hay vào rồng quá. Ok, đừng đừng mất rồng ạ. Tôi biết ngay mà mẹ. Tôi vuốt nhầm nhé, mất mẹ con rồng rồi. Cú ghê không có nhẹ. Ôi đại cá to ra bắn anh em ạ. Mà tôi vuốt nhầm nhé, mất mẹ rồng rồi. Cú ghê chứ không nhỉ. Nào, tôi đợi cá to ra tôi bắn anh em ơi. Đây rồi, một em cá vàng lò cái đầu ra anh em ạ. Thì săn luôn nhưng gì nữa. Ý, em cá vàng giá thế. Ui sổ một phát lửa luôn ạ. Ok, nhảy cóc nữa anh em nhé. Nào, một chú bé cá vàng ngon này. Không thèm lỗ cơ. Ok, lỗ bé rùa cá vàng em nhé. Ôi trời ơi. À đây, cá chép vàng, cái là mình nâng mẹ lên lưng mức lên săn với em cá chép vàng ok. Cá chép vàng như bú được 10m sao. Ôi trời, kéo ổn rồi. Dài quá. Đây là săn nốt con rồng thôi. Nói chung là săn rồng xem nó có gỡ lại được cái gì không. Nó nổ cho con rồng này. Ôi số nổ đúng cái khúc cá nhiều ạ. 41m ạ. Ui, gỡ được. Gỡ được anh em ơi. Nổ cho bé cá vàng anh ngon. Số ơi, lại phát nữa. Nổ cho cá vàng đi nào. Săn cá vàng rồi anh em ạ. Nghe có ông kia bắn đỡ mình à. Vẫn đeo ăn được ạ. Cú thế. Khả năng đổi súng nổ điện nó bắn anh em ơi. Ok, hút được 8m kìa. Mới đổi súng cái bố được ngay 8m anh em ạ. Đây rồi, bé bot ra rồi. Nói chung là săn bot anh em ơi. À, để xem là bot này của ai cơ nhá. Ông bắn hộ tôi con bot nào. Ôi giời, ông thoát mẹ rồi. Khả năng mình săn nó con bot thì mình ngồi nghỉ cho anh em ơi. Săn bot hơi khoái nha. Bot hình như được 20. Nếu mà mình bắn cái 400k này đính được 20. Ôi trời ơi. Nói chung là mình phải có đồng đội bắn cùng. Đấy, lúc đấy là mình sẽ gọi là bú nhiều hơn. Nên bú dễ hơn.
Đổi xuống ánh sáng bắn xem nào. Ok, nổ ngay cho bé rồng này, nổ hơi ít này. Ổn rồi em ơi, cả dài quá, hình như buổi đêm mình vào mình bắn thiên về mấy ông lại ít tiền hơn, mình bắn toàn 100k này. Ôi số được ngay 5M ạ, cũng được. Nói chung là bắn nãy giờ mấy con cá chép nó không thèm nổ cho mình cơ. Đây ông kia một, đây ông kia khôn quá nhở, mẹ ông một mở ông vào bắn ngay mẹ 90, mẹ ông vào ông xả tiền à? Thôi, xuống 10M rồi. Thôi anh em ạ, đấy khả năng là mẹ xin phép anh em dừng video ở đây thôi. Em bắn lốt thử xem nào, xem đổ không, mẹ xuống 5M nghỉ anh em nhé. Đúng rồi, bắn bế dòng đi. Ôi trời ơi. Thôi. Đấy thì à, mẹ không giờ đêm này. Cá dài quá anh em ạ. Nhiều khi là không giờ đêm cá mẹ toàn nhà cá nó nhả ra cho anh em mình bắn, mẹ lúc đấy mất tiền thôi. Thì bạn cuối cùng vào là vào tưởng bú được cái gì, mẹ khúc đầu bú được mẹ rõ ngon. Đấy khúc sau là chả bú được cái mẹ gì anh em ạ. Nói chung là hơi đen, nói chung này tôi hơi đen. Đấy, đúng gặp đúng cái không giờ đêm nữa. Hiện tại là 12 giờ rồi. Đấy thì gọi là thôi, khả năng nghỉ thôi anh em ơi. Chả bù được cưới mẹ gì đúng đỏ đầu đen đít anh em ạ. Ơi gọi là xin phép anh em bây giờ video đấy nha, anh em nào yêu quý cho tôi xin một like kênh đấy, nói chung là anh em ấn đăng ký like cái này tôi có động lực tôi vào bắn luôn nha. Đấy tối thì không gió hơi đen nên là xin phép anh em bây giờ video đấy thôi và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha.